Ủa giờ sao còn nằm đây nữa té? Chiến hữu chiến mộng đâu nè, không nhậu nữa hả? Tí này mệt thôi mày ơi, mày vô nhà mày coi thuốc tí mang trọng á, mày sắc thuốc thì mình cho té rồi. Tía sốt dữ té. Ủa mà thuốc gì để đâu té? Để con lấy con sắc cho. Thuốc tía để trong chòi á. Vô lấy ba chén nước, sắc còn một chén là được. Rồi vậy đợi con xíu nha. Báo không? Cái gì thuốc nam này? Trời ơi. Cái năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Ba, ok. Rồi lên nữa. Mày xong rồi. Ôi lên rồi, mày đốn nhà gì vậy anh? Mày sao thuốc cái gì vậy anh? Có liền, có liền. Rồi. Tới đây, tới ơi. Có chưa anh? Ngồi dậy chứ. Nhậu, nhậu vô kêu bớt nhậu rồi. Ngủ chưa? Ngủ rồi. Thuốc này có mùi gì kỳ vậy mày? Thuốc đắng giả thật chứ, mùi thuốc nó vậy á. Gần quá đi. Rồi. Nghĩ đi. Danh ơi, Danh ra đây tao hỏi rồi Danh. Cái con gì nữa tía? Mua rượu nữa hả? Qua mày sắc thuốc gì cho tao uống vậy? Thuốc gì tía? Teo, chỉ teo đó đó. Vô đi. Teo đâu? Nè, thuốc kìa tía, bít tô, bít tô gì nè. Cái gì? Đó. Trời, thuốc nào mày không sắc thì sắc thuốc hút. Chết tao rồi Danh ơi. Đâu hả? Tao đi cái. Đi đâu? Xong tía, tao tháo vừa chắc rồi. Xin lỗi tía nghe tía. Không có gì mà sướng mà hơn đi bậy hết. Ăn chắc. Mày vô đất đời với bậy hả mày? Vô đất đời với bậy hả mày? Trời ơi, chú không cảm tôi kẹt quá trời, tôi đi gấp. Không cảm. Rồi còn xuống không hết hớp hết cho tao à. Hả? Rồi rồi rồi. Được tình. Chạy mày. Đầu lâu với ta. Danh. Anh hai mày đâu rồi? Anh hai đi chợ rồi, gì vậy tía? Đi xe tàu, mày đi xe tàu không? Gì vậy tía? Đợi con. Gì tía? Thôi kia, lên đây tụi mày. Mày đâu hiểu mày, mày hiếp tía tao mày. Hai mày kiếm tao có gì không? Nãy mày ăn hiếp tía tao không? Ông già cả rồi, mày làm gì ông hiếp ẩm? Nói không tía? Đúng rồi nói. Ông già rồi, ông nên hết. Ông vô đất lo, ông hiếp bậy nè. Tía tao hiếp bậy. Mà mày dám chắc trong xã hội này không ai hiếp bậy, kể cả tao với mày. Đúng đúng đúng. Ủa mày nói vậy là xong chuyện á hả? Ông sai, tôi sẽ về tôi khuyên lại ông. Nếu khuyên không được, tôi sẽ chỉ ông nghĩa mấy đứa khác không nghĩa. Vậy mà tao tưởng là mày kéo cái đám mày đi quýnh tao chứ. Còn cái đống đó mày tính sao? Còn cái đống đó, để nắng, khô, chiều tụi kia, kêu tía tôi ra hốt. Ở đây ngồi thúi cái đám bây giờ.